Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ê, có người, có người. Đâu rồi chân từng hả? Đây rồi nha, thủ nhà này, làm sao đấy, thủ nhà. Thủ nhà hả mày? Thủ nhà hả mày? Ghét nhất mấy đứa thủ nhà này. Ska, đúng rồi, đúng khẩu súng mình ưa thích này mọi người này. Ngon lành luôn. Hạ gục nó, không mất giọt máu nào. Ê, lấy tạm ống ngắm nhiệt nha. Khẩu độ của nó vẫn là khẩu độ 4x, bắn rất ngon nhá. Được rồi, đi thôi anh em ơi. Ok, lên trên nào. Ê, lên bên trên phía này của thị trấn này. Mình nghĩ là sẽ có nhiều mạng hơn anh em ạ. Cho chúng ta kill. Ở dưới kia có vẻ hơi ít mạng. Đấy rồi, rồi. Một đứa đang chạy này. Một đứa đang chạy này. Một đứa đang chạy này. Làm sao đấy em ơi? Anh đây. Bốn quả bằng keo cơ mà. Làm sao đấy em ơi? Slow các bạn ơi. Nó ra sau tảng đá rồi. Slow các bạn ơi. Sơi với thằng này. Chơi với nó tốn khá nhiều bông keo anh em ạ. Đậu xanh này, ui. Đậu xanh này, lên bảng. Thanh niên. Nó phá nát hết giáp của mình rồi. Ê đừng, đừng bạn ơi, đừng. Đừng như vậy chứ. Có giọt ở đây. Phá bông keo luôn cả, sợ quá nhở. Phá bông keo rồi thì sợ quá rồi. Qua đây được chưa, qua đây được chưa. Qua đây được chưa. Đậu xanh này, qua đây. Dám qua đây không? Cái đậu xanh này. Thích slow không bạn ơi? Có mỗi một quả điện choáng duy nhất rồi này. Chạy đâu Hải Mây, chạy đâu Hải Mây, chạy đâu Hải Mây, chạy đâu Hải Mây. Rất nhiều bông keo à? Ừ, nhiều bông keo vậy hả? Qua đây. Nhiều bông keo thì qua đây. Em ơi. Nó chưa dám qua đâu anh em ạ. Sửa giáp cái đã. Qua đây bạn ơi. Ui lựu qua cả, sợ quá nhỉ. Ui hai quả lựu luôn. Đậu xanh nó có lựu ngu mà anh em. Nó có lựu ngu thì ngại gì. Lên bảng. Vứt bớt mấy cái đạn tiểu liên đi này. Dậm thêm máu này. Hợp lý nhở. Bông keo không có. Ở đây. Rồi ok ok. Sau túi máu là ổn rồi. Let go thôi. Đây, cùng kẹo tiếp tục săn mạng nha mọi người. Đang còn đông người lắm, 27 người chơi đấy cơ mà. Nên là cứ từ từ mà đi săn mạng thôi. Chỗ này có gì đây? Đây, tầm lên cái đầu đi anh em ơi. Quất thẳng lên cái đầu lên nhỉ. Ở dưới này có gì đây? Có cái nấm hả? Thôi cũng kệ à. Lên cái đầu chơi luôn. Có đúng một quả bóng keo duy nhất nên là chơi game mình cảm giác không tự tin lắm. Thế nên là xíu có thể là sẽ kiếm thêm bóng keo thôi anh em ạ. Chứ còn một quả như này thì khá là khó chơi. Đứng giáp còn nguyên này. À có người. À có người. Đậu xanh em ơi. Đậu xanh em ơi có người này. Làm sao đấy. Slow các bạn ơi. Ôi đừng. Đúng một quả bóng keo duy nhất này. Đừng bạn ơi. Sấy gắt thật. Mình sẽ nó không thấm lắm. Mà nó sẽ mình thấm vãi trưởng. Lên đây em ơi. Lên đây. Lên hẳn đây đi. Lên đây em ơi. Lên đây em ơi. Lên đây em ơi. Đúng rồi lên đây. Lên đi em ơi. Lên đây đi em ơi. Vỡ đầu. Thanh niên. Hổ báo này. Ngổ ngáo này. Đã bảo xây kẹo không dễ đâu mà. Đúng rồi hợp lý. Vào nhà con máu thôi. Thay nên tính dụng bông keo sơ mình cơ nhưng mà sơ mình không đơn giản anh em ạ. Ok lại hạ được nó và chúng ta có mạng thứ tư rồi. Ở cái này là bản đồ kho báu không phải Ê có người, có người ở đây, có người. Mình vừa thấy có đứa lậm thính anh em ơi, ở đây có người nhá. Không biết có phải không nhỉ, hay là do mình nhìn nhầm. Úi dồi ôi, nhìn nhầm rồi anh em ạ.
Mắt mũi kiểu gì? Thế nào lại nhìn nhầm được ông ạ? Chịu thua luôn. Vào trong thôi. Đây còn có ai không vậy? Ê, một đường mãi xa nhá. Chạy qua. Bây giờ chạy qua sơi đó anh em ạ. Ôi đừng. Ôi đừng mặt đây, đừng. Đừng mặt đây. Ê, vẫn bị ăn tông à? Vãi trưởng thế, đừng mặt đây. Đừng mặt đây. Đừng thấy chứ, ui, thằng bé hack à? Ui, nó hack anh em ơi. Cái đậu xanh này nó hack à? Ui, thằng bé đi xuyên một keo à? Gì vậy? Ghê vậy ai chơi? Có đúng xíu máu này. Vãi trưởng thật. Càng vãi trưởng rồi anh em ạ. Có máu phát. Sợ ra man. Gắt như này ai chơi, ui. Mình không ngờ kiểu đấy pha đấy vẫn bị tông. Giống kiểu nó hack mà anh em đã bảo là xe nó tông sumo keo mà. Chắc kiểu vậy, ok. Qua xem còn gì hay không đây. Thế máu này. Đạn súng trường quá nhiều rồi anh em ạ. Ok, đi thôi. Tiếp tục săn mạng thôi nhà nào anh em ơi. Lại xem đấy hả? Đâu vậy? Thôi, đừng bạn đây. Đừng. À, lút xác à? Dừng lại lút xác à? Động xe này. Lút xác này mê. Dừng lại lút xác này mê. Qua đây. Dừng lại lút xác à? Nó lên xe đấy hả? Xuống xe mày. Cái đậu xanh. Xuống xe mày. Xuống xe cho em. Ok, hình như nó xuống xe rồi anh em ạ. Xe nổ rồi. Em nó đai chưa vậy? Không biết nó đâu nữa cơ. Phần này hơi khoai. Ở chỗ nào có người vậy? Mình không biết nữa cơ mọi người ạ. Gắt quá nhỉ, phần này không đùa được. Pha này không đùa được anh em ơi. À đây, chỗ này. Tưởng gì cơ? Tưởng ở đâu cơ? Ê, nó xuống rồi. Chạy xuống dưới, xe nó anh em ơi. Cái đậu xanh nhỉ, ui, ghê vậy đường. Bắn ghê phết nhỉ anh em, được, gắt. Khá là khen cho nó anh em ạ. Bắn gắt phết này anh em này. Đậu xe này đứng lại mày. Bắn gắt phết nhở. Đậu xe này làm sao, lên bảng, 6 kill. Tuổi gì em ơi? Căng thẳng ghê vậy. Còn máu thôi. Tầm này bo hơi sai anh em ơi, tí chạy hơi mệt nhá. Chuẩn bị mình vào bo thôi. Mình sẽ vào bo anh em ạ. Không chơi nhầy với chúng nó nữa. Chơi nhầy là gãy đấy, không chơi đâu. Đặn thêm sứ đồ này, có gì không? Ok, thêm đạn tiểu liên là ok rồi, giáp mới này. Sửa chữa giáp rồi này. Tầm này ổn chưa nhở? Mình nghĩ là mình sẽ lượm thêm cái giảm thanh này. Thêm tí máu này, hợp lý, đi thôi. Đi thôi anh em ạ, có giảm thanh rồi, ngon lành. Chạy mau cái đã. May chơi Kelly này, tầm này vẫn chạy mau ok nhá. Không phải lo gì cả này. Kelly chạy mau lẹ mà anh em. Không có xe vẫn chạy tốt. Chỉ mong là phía sau không có thằng nào, chứ có thằng nào mà nó xấy cho tôi thì thôi xong tôi gãy anh em ạ. Chơi game cẩn thận xíu, kiếm top cái gì anh em. Khá là căng thẳng đây. Căng phết không đùa được. Ê, phía trước có người này. Bình tĩnh nào. Sửa giáp cái đã. Lên trên thôi. Đứa nào ở trên vậy ta? Đến lúc đi xử cho nó rồi anh em ạ. Đứa nào vậy? Ui. Bên dưới cũng có này. Khá là gắt nha. Làm sao đấy mày. Ok này, lên bảng này. Đứa nào ở đây nữa? Điểm danh hết là đây. Anh đi rồi. Không có ai luôn cả. Ê, chúng nó hạ gục nhau cả rồi. Ui, đồng phết. Từ. Đồng phết anh em ạ, không đùa được. Vào tạm nhà cái đã nhở. Gắt quá luôn anh em ạ. Vào đây cái đã. Căng thẳng ghê vậy.
Căng căng căng. Còn máu cái đã. Ui, một đứa ngay phía sau này. Thằng phía trước kia chắc chắn là khả năng cao dụng rồi. Thề luôn, mo thế không dụng mới lạ. Nhưng mà cái điều quan trọng là có đứa ở trên này này. Thấy rồi nhá. Thấy nó rồi. Bọn này càng vãi nhở. Hoa thu sang lò rèn anh em ạ. Nó ngồi cạnh tôi thì khá là khó chạy này. Mình có đúng mất có một keo duy nhất. Ê kia, vẫn đang còn nha. Một đứa đang đứng, một đứa đang đứng ngay bên kia anh em ạ. Tụi nó chạy đâu rồi? Bây giờ bắn nó hơi phí bom keo. Thề với anh em luôn, bắn nó hơi phí bom keo anh em ạ. Đồng phê nhở, tí nữa chỉ sợ không chạy bò kịp thôi. Nó ngay phía trước mặt mình này. Một quả lựu. Có đúng một quả lựu luôn nha. À, vào nhà. Vào nhà em ơi. Lên bảng, thanh niên. Vào lên thôi mọi người ơi. Đừng bắn mình nhé, mình đây. Đừng bắn mình nhé bạn ơi. Mình có đúng một quả bóng keo thôi, đừng bắn mình nhé. Thế này có bóng keo không nhở? Có anh em ơi. Nó có bóng keo này, có bóng keo này. Rồi ok. Cần mỗi thế thôi, không cần lựu gì cả luôn. Chạy mo. Phải công nhận là căng thẳng quá anh em ơi. Ở đâu nào có xe vậy? Vãi chưởng, ở đâu nào có xe vậy? Đừng bạn ơi. Để nó thấy mình thì vỡ mồm. Chạy đi bạn ơi, ok. Được rồi. Nguyên liệu xanh đừng thấy mình nhá. May quá anh em ạ, nó không để ý đến mình. Nó không để ý đến mình, ok rồi. Ngon lành rồi. Sao nó chạy ra ngoài bo vậy? Ngáo vậy em ơi. Nó chạy ra ngoài bo luôn kìa. Ngáo thế nhỉ? Có xe rồi, ngon lành. Có xe rồi, lên thôi. Cái bị ngáo rồi anh em ạ, nó chạy ra ngoài bo. 6 thằng nữa. Ok. Cố gắng kiếm trận top 1 nhỉ mọi người. Xem có ai không đây. Chưa thấy người anh em ạ. À đây rồi. À đây rồi anh em ơi, nó đâu? Đây hả? Đây hả mày? Đây là Hải mày, lên bảng. Bật đầu xanh đường. Làm gì đây? Đừng bạn đây, bình tĩnh đi. Làm sao phải căng thẳng với nhau vậy? Thế này không biết có băng keo hay không? Băng keo này một mớ rồi này. Ngon. Ngon lành luôn anh em ạ. Thế này thì khả năng top 1 cao rồi. Băng keo một mớ rồi anh em ơi. Không phải lo gì cả nhá. 9 bom keo cơ mà. 9 bom keo cơ mà, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Anh có 9 bom keo cơ mà. Ui. Thêm một mớ bom keo nữa này. Gắt rồi nha, lựu đạn này. Đúng chất trên người dân luôn anh em ạ. Hai thằng nữa hả? Ok, mình nghĩ là nên đi xe. Tầm này nên đi xe anh em ạ. Không nên đi bộ làm gì cả. Ok này. Hình như mình thấy thằng trước mặt rồi anh em ơi. Chỗ này á hả? Hai thằng nữa. Quan này khá là căng thẳng đấy. Đâu rồi? Chỗ nào rồi em ơi? Chạy đâu rồi em ơi? Gắt thật anh em ạ. Thấy xe rất nhiều nhưng chưa thấy người này. Trong này à? Ba thu trong này thì hơi gắt rồi nha mọi người ơi. Nhưng mà mình có nhiều bom keo mà. Có nhiều bom keo thì không phải ngại bộ có thằng nào cả anh em ơi. Đã đến lúc rồi. Trang bị nó bao vào Scar này. Anh cần tất 12 quả bom keo nữa cơ mà. Tha hồ mà quẩy. Đứng ở đây là an toàn rồi. Anh em không phải lo nhé. Đây cơ hội chiến thắng này rất là cao rồi nhá. Bo đang chuẩn bị thu lại rồi nha anh em ơi. Để coi. Ê chúng ta hạ cùng nhau rồi. Mình thấy thằng cuối rồi anh em ơi. Thằng cuối này xanh mộ nhá. Chạy xuống em ơi. Nó xanh mộ chắc luôn anh em ạ. Kể cả chạy vòng hay là chạy kiểu gì nhá. Đâu rồi em ơi, xuống đi. Mới thấy nó ở trên mà. Chưa xuống à? À đủ, hơi căng rồi nha.
hơi căng rồi nha mọi người ơi. Chưa thấy nó chạy xuống luôn. Căng phết nhỉ, không đùa được. Không đùa được anh em ạ. Thấy rồi nha. Thấy rồi nhé, ngay đây thôi. Thấy mình ngay phía trước mặt anh em ạ. Thấy rồi nhé, ngay đây thôi. Làm sao đấy mày? Bom keo hả? Lựu đạn hả? Lựu đạn hả? Anh lại sợ chú quá cơ. Anh lại sợ chú quá cơ mày. Anh lại sợ. Ui, vãi trưởng. Hack xong luôn. Nhỏ vậy. Ui. Thằng này chịu rồi. Một cái pha tôi đang rất cố gắng nhưng vẫn rất tốt anh em ạ. Ui, thằng này cầm shotgun mà 18-13. Bắn chất thế. Mất tốt, mất tốt. Buồn thật anh em ạ. Ui dồi ôi. Sĩ thợ xây. Kết thúc. Top 20 kill cay vãi anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.